Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBiz 24h, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì hấp dẫn, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sau nhiều ngày chờ đợi, tập Knowing Brother với sự tham gia của Blackpink đã chính thức lên sóng. Không nằm ngoài dự đoán, girl group nhà YG nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý ngay từ phút giây đầu tiên của chương trình. Bên cạnh điệu nhảy hài hước của Lisa được nhá hàng trước đó, cô nàng cũng để lại nhiều khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng được kỳ vọng tạo cơn sốt mới trên mạng xã hội. Chia sẻ về bí quyết học tiếng Hàn, Lisa tiết lộ bản thân rất thích xem phim Hàn Quốc. Cô nàng cũng thừa nhận rằng mình là một fan trung thành của Goblin, đặc biệt là nam diễn viên Gong Yu. Cô nàng không giấu nổi niềm vui khi nhắc tới thần tượng, em rất thích anh Gong Yu, em ước mình có thể chụp hình cùng với anh ấy. Lý do khiến em thích tiền bối Gong Yu là vì anh ấy rất cao. Trong phần hỏi đáp, Lisa nhận được câu hỏi mà em nhận được thường xuyên nhất là gì? Câu trả lời chính xác được đưa ra là những thắc mắc về phần tóc mái đóng băng của cô nàng. Lisa cho biết cô nàng thường uốn tóc mái, sấy khô, sau đó giữ nếp bằng cách xịt keo. Vì vậy, dù vũ đạo có mạnh mẽ tới cỡ nào thì phần mái của cô nàng vẫn được ổn định chắc chắn. Lisa thậm chí còn đưa ra dẫn chứng cụ thể chính là lắc đầu ngay tại chỗ, chỉ để tóc mái của cô nàng giữ nguyên vị trí hoàn hảo. Cô nàng cũng thừa nhận rằng cô nàng rất căng thẳng nếu chỉ một phần tóc mái của cô ấy bị lệch. Jisoo còn tiết lộ rằng không có gì quan trọng với Lisa hơn là tóc mái của em ấy. Em ấy vẫn ổn ngay cả khi chúng tôi vô tình dẫm chân lên hay là va vào em ấy. Nhưng nếu ai đó vuốt tóc mái của Lisa thì ngay lập tức em ấy sẽ hất tay ra ngoài. Tất nhiên, để tóc mái là sở thích cá nhân, nhưng người hâm mộ đều biết rằng cô nàng rất xinh đẹp như thế nào ngay cả khi để hay không để tóc mái. Để tìm ra một kiểu tóc khiến Lisa lao đao vì nhan sắc là điều không hề dễ dàng. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kiểu tóc nào mà cô nàng không thể cân. Bên cạnh đó, còn có một tình huống hài hước nữa liên quan đến tóc mái của Lisa, chính là Lee Sang Min đặt câu hỏi: nếu được yêu cầu hất mái khi quay quảng cáo, em có đồng ý hay không? Lisa trả lời, em sẽ không đồng ý đâu. Hee Chun thắc mắc, nếu nhãn hàng đó trả em 10 tỷ won thì sao? 10 tỷ won tương đương với 202 tỷ đồng. Lisa trả lời, vậy thì được ạ. Hồ Đông nhập cuộc, nhưng nếu nhãn hàng đó chỉ trả 5 tỷ won, khoảng 101 tỷ đồng thì sao? Lisa trả lời, vậy thì em sẽ chỉ vén một nửa tóc mái thôi ạ. Câu trả lời thẳng thắn và hài hước của Lisa khiến dàn cast và ba người còn lại phải cười nghiêng ngả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất của các sao Hàn đến từ KBiz 24h nhé.